Liên quan vụ bé trai 6 tuổi đi lạc trong rừng ở Yên Bái từ ngày 17 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên xác nhận bé trai đã được tìm thấy sáng nay. Sáng nay trong lúc vào rừng, một người dân ở thôn Bo, xã Lan Thiếp, xã Giáp Ranh với xã Lâm Giang đã phát hiện cháu DVL và đưa cháu ra bên ngoài. Nơi phát hiện cháu bé cách vị trí mất tích khoảng 10 km ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và gia đình đã đón cháu NL đưa đến trạm y tế xã để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tình hình sức khỏe và tâm lý của cháu ổn định, an toàn. Trước đó, ngày 17 tháng 8, cháu NL cùng một nhóm người lên khu vực đồi sau nhà hái quả. Sau đó, cháu NL đi một mình sang hướng khác nên bị lạc và mất tích.